Bạn có thể hướng dẫn đắp ombre 1 được không ạ? À? Được chứ, được chứ. Sẵn đây tôi muốn khoe với mấy bè là tôi mới vừa tạo được em bộ có thể tiếp nè, làm ombre và đắp được luôn. Thì khay bột này sẽ chia thành 24 màu pastel, tôi cực kỳ ưng luôn mấy bà ơi. Bột rất là dẻo và rất là dễ đắp nha. Rồi và bây giờ tôi sẽ tiến hành đắp ombre cho mấy bà coi nha. Đầu tiên là mình phải vệ sinh sạch cái lọ đựng lưu huỳnh của mình. Thì khi mà mình làm cái thao tác này á, lúc mà mình kéo bột mình kéo rất là mướt và rất là dễ luôn nha mấy bà. Và khi đổ lưu huỳnh mình cũng đừng đổ ít quá thì cọ sẽ không thấm đủ. Đầu tiên là mình sẽ phát một lớp lưu huỳnh mỏng lên trên bề mặt móng. Sau đó thì mình sẽ đếm một lượng bột. Ví dụ bề mặt móng của mình là 10 phần thì cái lượng bột đó mình sẽ đặt lên trên 7 phần của bề mặt móng nha mấy bà. Tiếp đến mình sẽ dùng cọ để làm mỏng cái phần bột hai bên mặt móng và cái đoạn mà mình sẽ làm ombre. Thì công dụng của cái thao tác này á là để khi mà mình làm bột ombre thì cái móng mình nó sẽ trông không có bị dày và khi mình làm ombre nó sẽ được mướt hơn và nó che được cái màu ở phía dưới. Và trong quá trình mình kéo bột á, nếu như mà thiếu nước thì mấy bà phải nhúng cọ vào lưu huỳnh liên tục, nếu không thì bột sẽ rất là nhân cứng và rất là khó kéo. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cục bột vừa đủ để làm ombre nha. Mình sẽ đặt chồng lên cái phần bột mà đầu tiên mình đã đắp mấy bà nhớ không? Thì cái khúc này nè mình sẽ dàn bột ra hai bên nha. Sau đó từ trái qua phải mấy bà kéo một nè, chấm hai, chấm ba, chấm chấm của tôi ở đây là dặm nước nha mấy bạn. Rồi đến cục bột thứ hai này là mình sẽ đặt sát lên phần cuticle của móng luôn nha. Rồi cái công dụng của cục bột thứ hai này á, nó sẽ làm mướt cái phần ombre của mình nếu như cái cục bột đầu tiên mình làm không có được mướt lắm nha mấy bạn. Rồi mình cũng dàn đều hai bên rồi mình cũng từ trái qua phải 1 2 3 chấm luôn nha. Rồi cái phần ombre của mình đã quá mướt rồi là mình sẽ lấy một lượng bột clear mình đặt lên trên cái phần ombre giữa màu trên và màu dưới. Công dụng của thao tác này á là giúp bảo vệ cái phần ombre trong quá trình mình mài mịn ha. Rồi lúc này thì cục bột của mình nó quá là mướt luôn rồi mấy bạn ha. Mong là những chia sẻ của tôi có thể giúp ích được mấy bạn trong bộ môn đắp bột ombre này nha. Bye bye.